Và Minh Nguyễn Alo, xin chào toàn thể các bác quý anh chị yêu thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục cập bến và giới thiệu cho bác một dòng loa mang thương hiệu Party House. Dòng này thì sử dụng bass 40 và chép neo cho các bác nhá. Và chép neo. Con này chép neo và côn rất là to, côn 75 cho các bác nhá. Chép neo côn 75. Đấy. Đây các bác này, đây là cái một cái chép neo tháo hết ra. Và họng của nó sử dụng họng vang rất là chất lượng luôn. Con này thì để về độ chất, về tổng độ tiếng nó thì rất là hay. Thì em đang test, em đang thử cho các bác đây. Nghe thì quá là phê luôn. Đây là cái chiếc bass của dòng Party House. Đây. Bass con này thì côn 76 nha các bác nhá. Đấy, từ 19 côn 76. Dòng này thì đánh lời của nó thì thôi rồi, rất là thiên về lời. Rất là hay. UK15 các nhá. Mã màu đen của nó là UK15. Tất cả râu riếc của nó là nhẹ riếc là đều là zin hết, cam kết các bác zin 100%. Và con này thì sử dụng là gân vải tầm dầu nhé các nhá, gân vải tầm dầu. Đấy, gân vải lụa tầm dầu. Đấy, rất là đẹp luôn. Gân của nó còn rất là mới các bác nhá. Sờ vẫn dính này. Rất là dính luôn. Và các bác nhìn này, cái lớp keo nó chạy này. Đấy. Rất là nét. Dòng này thì nó là hàng nội địa của Trung Quốc rồi, nó hàng thương hiệu, hãng nổi tiếng. Các bác thì cực kỳ yên tâm về độ chất lượng, về độ hay của nó. Đây, phân tần con này chạy 2 phân tần cho các nhá. Đấy. Đấy. Các bác nhìn phân tần của nó đã khiếp luôn này. Đấy. Phân tần toàn linh kiện cao cấp luôn. Đấy. Phân tần mát và phân tần check. Đấy. Các bác nhìn cái thông số chưa? Bông tiêu âm nó rất là dày nhá các bác, bông tiêu âm của nó các bạn nhìn đầy bịch luôn. Chép sử dụng là chép họng gang, chép neo họng gang, chép neo côn rất là to luôn. Đây các bạn, đồng chép này nghe tiếng nó tí tách lắm. Các bác nào mà thích về nghe nhạc vàng thì nghe dòng này thì quá là hay luôn. Đây chép con này đây, chép neo của các bác nhìn này, khủng chưa. À. Party House. À. Mã GT. À. Hàng nội địa của Trung Quốc luôn. À. À. UK15. À. Quá chất. Các bác nhìn ở cái thùng của nó vậy nhá, bắt ốc ước này. À. Rất là chất lượng. Đây tất cả những sản phẩm mà bên em khi về là bên em sẽ tháo ra để khi gửi cho các bác để cho nó yên tâm. Tháo là gửi kiểm tra để xem nó có bị nai bát hoặc nó bị sửa chữa chỗ nào không. Nếu mà sửa chữa thì bên em sẽ báo giá hủy diệt luôn, gọi giá thanh lý đấy các bác nhá. Các bác nhá. Côn nhẹ này, zin hết cho các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? Zin hết. Mã số màng này. À. Trên bát này thì nó sẽ lại dập một cái chữ số này, ở trên cái từ này, các bác nhá, từ. Cái này các bác cực kỳ là yên tâm về độ chất lượng. Này nâu thân là còn rất là đẹp các bác nhá. Bác còn rất là đẹp luôn. Đây. Zin hết các bác nhá. À, các bác nhìn thấy cổ côn chưa? Bóng lừ luôn các bác nhá. Keo nó như keo của JBL đấy, màu bã trầu ấy các bác nhá.
đặc trưng của dòng bát của GT là vậy. Đấy. Keo nó như màu keo bã trầu luôn. Đây các bác nhìn nhé. Này. Màu keo bã trầu. Keo nó các bác nhìn rõ chưa? Keo bã trầu bóng lư luôn. Keo như dòng keo của CVN đấy. Đây, 2 phân tấn đây các bác nhá. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Này là côn này em nhấc nhưng côn các bác xem này. Côn to chưa? Côn neo các bác nhá. Côn neo mà to như này các bác nghe biết là tiếng nó rất là hay. Rất là hay luôn. Zin hết nha các nhá. Đây em đang test, em đang thử đây. Đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic cho các bác nghe nhá. Đây em tháo, em đưa xuống thì em cho các bác xem cái thông số. Thông số của em loa này. Con này lỗ thông hơi đằng trước nha các nhá, lỗ thông hơi đằng trước, các bác chơi đánh này rất là tiện luôn, để đâu tiếng bát cũng ra đủ. Đây, mã model con này nó là UK15, mã GT là dòng mã đời cao, nha các nhá. Con này thì độ nhạy của nó sẽ là 100 dB, đánh trở kháng 8 ohm, công suất là 500W. Đến 1000W, mắc 1000W. Made in China, hàng xịn nội địa của Trung Quốc luôn, các bác nhá. Dòng này đóng đặc trưng hàng nội địa của Trung Quốc. Cái mặt lưới này thì nó sẽ có một cái tấm bông mút. Đấy các bác thích để một bông mút cũng được mà không bỏ bông mút cũng được. Đây, nó sẽ có cái bông mút dính ở trên này. Các bác nhá. Đấy, bông mút này là tên này đấy, các bác thích để đấy được mà không thì các bác bỏ ra, bác bỏ ra thì trông nó sẽ như thế này các bác nhá. Các bác bỏ ra thì trông nó rất là khỏe mà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn đấy các bác nhìn nhá. Đấy, còn cho bông mút là thì nó sẽ làm giảm cái độ đẹp đi, sẽ không khoe là bên trong cái ruột gan của nó đấy. Đây cái đôi này em đang test này, em thử cho các bác tiếng mic và đang mở nhạc nhẹ để các bác nghe. Lên 1 2 5 6 7 8 9 10 là các bác để ngoài trời hoặc chơi ở đâu được, không phải là xả nước. Lên 1 2 5 6 6 7 8 9 10. Lên 1 2 5 6 7. Rất là phê. Con này chữ cực kỳ là sạch nhé các bác nhé. Lên 1 2 5 6 6 7 8 9 10. Sạch chi tiết. Đây vào phần nhạc này, các bác nghe này. Anh thơ ngày nay.
tiền ngày đi xưa có vua trẻ đi săn nhờ nhận thiên ngày mà tìm được người thân lâu tiền ngày nay có anh mơ say mô đêm đang riêng trần làng nào ngờ em yên tâm quay chiều cao cực chất luôn nha các bác nhá. Đây cả những con ốc này bắt đấy này. Bắt vào cái nỗ ti các bác nhá, rất là dài luôn. Đấy, ốc dài ngoằng luôn. Lòng đen này. Đấy. Và ốc này thì như dòng ốc của JBN luôn nha các bác nhá. Đấy, như là ốc của JBN. Đấy, ốc vít. Đấy, vít gen nhưng mà dòng vít bốn cạnh nha các bác nhá. Vít gen bốn cạnh. Ốc của nó cực kỳ là chất luôn. Và ốc này nó không hút nâm châm nhé các bác nhá. Ốc này là ốc nhôm nhỉ. Hay là ốc gì đấy nó hay là lốc ấy, nó không hút nâm châm đâu nhé các bác nhá. Ốc của nó cũng đã xịn này. Các bác nghe những đôi Noan thì thật sự các bác đánh ở phòng tầm độ từ 50 mét trở lên. Đấy. Còn phòng từ 40 mét được. Đấy đều đánh được. Đấy nhé các bác nhá. Thì những cái đôi loa này thì đáp ứng cho các bác đủ luôn về các giải. Đấy. Thùng này nó thiết kế thùng rất là sâu nha các nhá. Thùng rất là sâu. Đấy. Thùng rất là sâu nên tiếng của nó đánh ra rất là hay và ấm, không bị chói tiếng. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng rồi. Đấy, quan trọng về bây giờ cái mức giá là hiện tại trong cái thời điểm mùa hè bây giờ nhá. Các bác nhá. Nhất là trong cái thời điểm Euro này thì thật sự các bác là nhiều bác thì cũng kiếm được, nhiều bác khả năng thì cũng phải thanh lý rất là nhiều. Đấy. Nên là trong thời điểm này các bác mua hàng cũng rất là tốt. Đấy. Nên là mức giá thật sự trong thời điểm này em xin báo luôn để cho các bác được nghiên cứu và tham khảo những cái đôi loa hàng chất lượng đẳng cấp như này. Đấy. Bây giờ hiện tại bây giờ bên em chỉ bán với mức giá là 15 triệu 500 nghìn thôi. Đấy, một đôi loa 40 hàng thương hiệu Partyhouse sử dụng chép neo. Đấy, côn 75 nha các bác nhá. Đấy. Và họng kèn hàng này thì bao chất bao hay cho các bác luôn. Chuẩn hàng bãi xịn, hàng nội địa của Trung Quốc nha các bác nhá. Các bác chơi gia đình và sự kiện là đều là hay. Đấy, và cái chất nhạc các bác nghe rồi. Đấy. Hình thức cũng rất là đẹp nha các bác nhá. Hình thức rất là đẹp và để trưng bày cực kỳ là gấu luôn. Đấy, 15 triệu 500 nghìn. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0955778338, số Zalo cũng như số Facebook. Và các bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Hàm Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Bây giờ video này em xin tạm dừng ở đây. Các bác nào khi xem video nếu thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.